Chương trình chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn xin visa du học Mỹ của công ty Tăng Đại Dương. Và trong chương trình hôm nay thì công ty Tăng Đại Dương rất vui mừng được chúc mừng em Gia Bảo vừa nhận được visa du học Mỹ. À, chào Bảo. Em có thể chia sẻ với các bạn là cái cảm giác của em khi mà nhận được visa du học Mỹ là như thế nào? Rất là vui luôn. Chạy mừng hết cả luôn. Em chia sẻ với các bạn qua Mỹ em học trường gì bên đó? Hiện tại em đang học lớp 11 Việt Nam. Khi qua Mỹ em sẽ học lớp 12 tiếp tục. Cái dự định của em mà sau khi học xong tại Mỹ thì em có dự định như thế nào? Dạ, em sẽ quay về Việt Nam làm công ty mình. Em học ở bang nào ha? Dạ, California, phố Manhattan. Nên lý do tại sao em chọn bang đó đi? Dạ, thì bang đó có người thân của em nên chọn bang đó thì... Dạ, nghe đó cũng có khá nhiều. Tại vì trước khi về Việt Nam thì cậu nói là em muốn đi du học không? Em sẽ trả lời ngay đây. Muốn, cậu nói là thôi bây giờ cứ lo bên đây trước đi rồi đó. Cậu lo hết cho em là cậu nói là muốn học với nhà cậu làm sao. Em nói là thôi theo gia đình đi cho tốt. Nên em chọn bạn đó là ở với cậu luôn. Qua đây em biết được dịch vụ của Tăng Đại Dương. Dạ là kia lúc mà em ở nhà em đang nằm chơi thì có cuộc điện thoại mẹ em về, mẹ em nói là bây giờ thì mẹ có quen có người mấy chị làm việc trong Tăng Đại Dương thì mời con lên đi theo mẹ lên Tăng Đại Dương. Không sợ luôn. Cái cảm nhận của em khi làm hồ sơ ở Tăng Đại Dương thì như thế nào? Rất là nhanh chóng. Chỉ cần ngồi và nói tất cả để cho các chị nào mà liền. Mấy anh chị cũng dễ thương lắm, chị em tận tình luôn. Em không hiểu gì là chị đến cái đó là chị cặn kẽ luôn. Đến nỗi là tất cả trong em câu trả lời cũng mấy chị với em luôn. Và từ cái cách ăn mặc, cách nói chuyện sao cũng chị với em hết. Giờ là hứa là em khi mà đậu sẽ tặng quà cho em. Anh Khôi thì trong quá trình học thì anh nói nhiều lắm. Có lúc em hiểu, cũng có lúc em không hiểu nữa. Kêu anh nhắc lại cho anh cũng thật tình, anh cũng nhắc lại quà cho em. Có khi em nhắc đến 5-6 lần luôn mà em cũng không chưa hiểu nữa. Rồi đến lúc mà đi học thì anh cũng nói với em nhiều. Đi thi anh cũng động viên với em dữ. Anh có anh thì em chỉ học với anh có một ngày thôi. Mà ngày đó em giống như là em học hết nguyên một ngày vậy. Rất là lâu, anh nói rất là hay. Anh chỉ em từ cái cách mà đi vô, nói, tâm lý và cư xử sao cho anh sự để biết được mình là rất muốn lấy được cái visa đó và nói như thế nào để em không bị rớt visa và chỉ em cái tâm lý để lúc mà em bước vào cái lãnh sự quán thì em tự tin không run. Bây giờ hết run chưa? Dạ hết rồi, rất vui. Và thay mặt công ty Tân Đại Dương thì chúc bạn sẽ qua Mỹ sẽ học tập tốt ở bên đó ha. Và để tham khảo thêm những cái chia sẻ của những bạn đã đạt được visa du học Mỹ thì các bạn có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ.
Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán, đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.